người. Chào cả nhà, đây là chiếc HP Pavilion phiên bản 15 inch, màn tràn viền rất đẹp bây giờ nhưng mà chưa được trang bị ổ cứng SD. Mình có tháo ra để nâng cấp cho mọi người đây. Như mọi người biết thì những chiếc ổ cứng cơ bây giờ thì nó rất chậm, kể cả mặc dù là máy mới. Đây là chiếc ổ Intel với dung lượng 256. Anh mở đi. Đây là chiếc máy có thiết kế rất đẹp, đang chạy chương trình của cửa hàng. Nó chỉ có giá chưa đến 15 triệu, toàn bộ vỏ máy được bằng hợp kim nhôm. Đây thưa các bạn, là bên trong chiếc máy của chúng ta nâng cấp đây. Mặc dù dòng này rất nhỏ nên là có hai quạt. Đây các bạn thấy là hai quạt tản nhiệt này. CPU của nó ở đây các bạn nhé. Và đây là hai khe cắm RAM, thì chiếc máy này sẽ có khả năng nâng cấp được lên là 32GB. Cắm hình rời nó ở đây này. Và đây là khe cắm ổ M2 này, chúng ta cắm ở đây. Các bạn thấy đây này, chúng ta sẽ để vào đây. Đó. Còn đây là ổ cứng truyền thống này, 2,5 inch để chúng ta lưu trữ còn pin của nó đây. Bây giờ bo mạch thì các bạn thấy là nó sẽ liền hết như này. Loa đây này các bạn này, đây là bo USB. Và đây là con Wi-Fi AC này. Thì chiếc máy này tóm lại thì nó chỉ nâng cấp được cả ổ cứng và RAM thôi. Còn CPU thì nó sẽ hàn chết và cả màn hình hàn chết. Chúng ta sẽ không nâng cấp được gì cả. Chính vì thế là các bạn mua máy thì sẽ chú ý là mua i5, i7 ngay từ ban đầu nhé các bạn nhé. Nên thấy các bạn này, rất ấn tượng và rất là đẹp. Bây giờ tớ sẽ đánh giá chi tiết từ hình thức thiết kế, hiệu năng của chiếc máy này nó ra sao, mời các bạn đón xem. Khi để ở trên bàn với phiên bản Pavilion phiên bản 2018, các bạn có thể thấy là toàn bộ lớp vỏ đều bằng hợp kim nhôm và có một cái màu vàng sang trọng, logo HP được mạ chrome sáng bóng. Những cái lát cắt CMC cực kỳ chính xác giúp cho chiếc máy rất sang. Với trọng lượng máy chỉ khoảng 1,8 cân cho một phiên bản màn hình tràn viền nhưng lại tuyệt đẹp luôn. Bên tay trái của mình thì HP trang bị đầu độc thẻ, hai cổng USB và cổng sạc chúng ta sẽ cắm ở đây. Đằng sau sẽ không có bố trí bất kỳ một cổng gì và đây là một trục bản lề liền khối như này. Chính vì thế việc mở chiếc máy này nó cũng cực kỳ chắc chắn. Bên này thì HP trang bị thêm một cổng HDMI và thêm cổng LAN đây và thêm một cổng USB Type-C. Phone được bố trí ở đây. Đây là bên dưới máy đây. Toàn bộ những hốc này để hút gió vào. Các bạn có thể thấy rồi này, bốn cái này để giúp cho chiếc máy để trên mặt phẳng không bị cập kênh. Mặt trước của máy thì hoàn toàn là những cái led vuông vắn như này và không hề có cái điểm gì để chúng ta mở. Việc chúng ta mở là chúng ta sẽ mở ở đây. Đó. Và khi mở vào mặt trước thì vô cùng ấn tượng. Ấn tượng đầu tiên đó là cái gì? Thưa các bạn, đó là một cái màn hình tràn viền tuyệt đẹp. Hầu hết những mẫu máy tính mới bây giờ đều có một cái màn hình như này. Camera vẫn được bố trí ở đây và có cảm biến camera. Màn hình con này được 15,6 inch Full HD IPS. Bàn phím của máy dạng full size, check nét lỗi, hành trình phím khá cao, giúp cho các bạn mà nhập liệu bàn phím trên chiếc máy này cũng cực kỳ sướng. Mình cũng phải nói luôn đó là điểm yếu trên chiếc máy này, đó là không được trang bị cái bàn phím có lên LED. Đây cũng là một điểm yếu trên cái dòng giá rẻ của HP cũng như các dòng máy khác. Những cái viền loa các bạn thấy là nó cũng làm rất là tinh xảo luôn, nhìn cũng rất là hiện đại, phím bật nguồn ở đây. Kể cả touchpad cũng được trau chuốt, gồm những cái lát cắt. Các bạn có thể thấy CMC cực kỳ chính xác và touchpad nó là một mặt phẳng, không hề có các phím bấm. Thực tế thì touchpad này vẫn bấm được trái phải ở đây và nó sẽ hoạt động theo kiểu cảm ứng đa điểm. Loa của chiếc máy này được trang bị BO, đây là một hãng loa nghe cực kỳ hay và phê. Và bây giờ tớ sẽ thử test hiệu năng hoạt động thực tế của chiếc máy này qua phần mềm Full Max và mình sẽ test hiệu năng hiển thị trên chiếc màn hình tràn viền. Mời các bạn đón xem. Đây thưa các bạn, với việc trang bị chip U và các màn hình ở mức tầm trung thì các bạn có thể thấy là khi mình test ở chế độ 3D thì khá là giật. FPS của nó thì cực kỳ thấp, nó chỉ khoảng 14. Và khi chạy ở hiệu năng cao thì quạt mình nghe vào khá là rít. Nói thực sự với các bạn là tất cả những phiên bản ở phân khúc Business, có nghĩa là chiếc máy có đắt tiền đến đâu, việc được trang bị chip U và cặp màn hình ở mức vừa phải thì nó sẽ không hỗ trợ các bạn đồ họa cũng như các bạn ứng dụng game, thì chắc chắn nó không phải là cái fan của các bạn. Chính vì thế anh em mua những chiếc máy này thì chúng ta phải xác định đây là một chiếc máy business tầm trung và chủ yếu làm các công việc văn phòng. Nó có thể làm đồ họa như Photoshop và các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh ở mức nhẹ nhàng thôi. Chiếc máy này sẽ không có khả năng render phim chuyên nghiệp hay có thể hình ảnh kiểu dạng như render 3D, thì chiếc máy này nó là một yếu điểm. Nhiệt độ của chiếc máy này khi zip nó cũng ở mức khá cao, 70 độ C. Đây cũng là một cái nhiệt độ không hề mát mẻ cho một chiếc máy tính.
Đây thưa các bạn, đó là một cái đoạn video 4K sẵn mình đang trải nghiệm trên YouTube. Việc dùng vi xử lý thế hệ 8 Capirex R nó sẽ hỗ trợ lõi, số lõi nhân lên, đó là 4 lõi 8 luồng giống như kiểu i7-7700. Nhưng đây vẫn là vi xử lý tiết kiệm điện và xung nhịp thấp, chính vì thế nó sẽ không hỗ trợ quá nhiều. Và hiện nay những cái định dạng 4K như này, những chiếc máy mà không đủ xử lý thì kể cả trên màn hình nó sẽ không thể hiển thị được hết mà nó sẽ giật. Ở chiếc máy này thì chúng ta có thể thấy là hình ảnh nó hoạt động cực kỳ mượt mà, với tấm nền Full HD IPS khá sáng, độ sáng cũng chỉ ở mức trung bình thôi các bạn nhé, nó khoảng 260 lít gì đó. Loa âm thanh BO nghe cũng khá là sướng. Với một cái màn hình như này thì chúng ta có thể trải nghiệm những đoạn phim 4K. Nói bảo vậy chứ các bạn Lam mà xem trên 4K GLV trên chiếc máy này chắc có lẽ cũng cảm giác nghe nó cũng khác đấy. Tóm lại với mình thì đây là một sản phẩm có chiếc màn hình hiện đại và rất đẹp. Với màn hình tràn viền thì cái không gian bên trong màn hình nhìn nó có cảm giác cũng rộng hơn bởi vì việc được trang bị tấm nền IPS. Chiếc màn hình của HP thì đánh giá như này là ok các bạn nhé. Nhưng mà có cảm giác như nó, cái màu của nó thì hơi nhạt một chút so với những cái tiêu chuẩn của Dell hoặc một số cái máy tính đồ họa chuyên nghiệp hay game chuyên nghiệp khác. Kết lại ngắn gọn những điểm mạnh của phiên bản HP Pavilion phiên bản năm 2018. Đầu tiên thì tôi nói về thiết kế, với lớp thiết kế hiện đại vỏ nhôm nguyên khối giúp cho chiếc máy cực kỳ sang. Hơi hướng rất là hiện đại đó là chạy theo công nghệ màn hình tràn viền giúp thu nhỏ cái máy đi và nhìn cái máy nó rất là sang với tấm nền IPS, góc nhìn rộng và hình ảnh thì các bạn có thể thấy đó rồi, mình test rất là đẹp. Hiệu năng thực tế của chiếc máy này khi test qua phần mềm, mặc dù được trang bị vi xử lý Capirex thế hệ thứ 8, Capirex R đấy các bạn, thế hệ thứ 8 lân số lõi lên 4 lõi 8 luồng, nhưng thực tế với việc trang bị cạc VGA MX130 với dung lượng 2GB thì thực tế chiếc máy này mình nói thẳng với các bạn thì nó chỉ đáp ứng được đồ họa tầm trung, nói chung là các công việc đồ họa nhẹ nhàng và thậm chí chỉ có thể chơi được những tựa game online như là LOL hoặc một số game như đột kích. Với một chiếc máy này là chắc bạn các bạn sẽ hỏi là nó có thể chơi game hay làm đồ họa chuyên nghiệp hay không, thì mình trả lời luôn với các bạn là không, bởi vì vi xử lý chip U mặc dù được nâng số lõi lên nhưng đây vẫn là một vi xử lý tiết kiệm điện và xung nhịp thấp, chính vì thế là chúng ta không hy vọng quá nhiều. Chiếc máy này chỉ phù hợp với các bạn làm sao, đó là những các công việc như là văn phòng này, giải trí này, các đồ họa tầm trung này, lập trình này. Và tất cả những điểm mạnh thì mình đã nói rồi, điểm yếu thì sao? Chiếc máy này thứ nhất đó là chưa được trang bị cái ổ cứng SSD, mình đánh giá là tồi. Bởi vì các bạn biết là với một cái ổ cứng cơ, việc chúng ta khởi động những ứng dụng và việc chúng ta chạy các ứng dụng phần mềm nó rất là chậm và mất rất nhiều thời gian, mà chắc chắn ổ cứng cơ nó sẽ kém theo thời gian. Chính vì thế các bạn mua chiếc máy này thì mình khuyên chân thành các bạn nên nâng cấp cho chiếc máy một chiếc ổ cứng PCIe. Ví dụ như một dung lượng 128GB thì hiện nay giá bán trên thị trường nó khoảng 1 triệu gì đó. Chúng ta chân lưng vào chiếc máy này thì nó chạy xé gió luôn. Với RAM trong máy chỉ được trang bị 4GB DDR4 thì quả thực chiếc máy này là tồi. 4GB bây giờ thực tế thì chúng ta sẽ mở được khoảng 5-6 tab web gì đó. Đối với dân làm văn phòng, đối với dân kinh doanh chuyên nghiệp thì chúng ta bật ít nhất phải chục tab và một vài phần mềm sử dụng trên máy thì 4GB là đuối. Chính vì thế là các bạn phải lưng thêm một cái RAM 8GB nữa thì nó giá thị trường khoảng 1 triệu. Nếu lưng ngon con máy này thì nó giá nó khoảng 17,5 triệu đồng. Thì cũng phải là một chiếc máy tương đối dùng nhanh với tốc độ xé gió thì mình lúc đó thì nó mới đáp ứng được cái nhu cầu chúng ta dùng hiện tại. Có một điểm yếu nữa đó là khi chúng ta chạy hiệu năng cao thì chiếc máy này chỉ được trang bị một quạt bên trong, nó khá ồn khi chúng ta hoạt động ở hiệu năng cao. Còn thời lượng pin của em này thì mình test thực tế nó dùng được khoảng 3 tiếng rưỡi ở chế độ là sáng khoảng 75% màn hình và bật nhạc và lướt Facebook các thứ. Nói chung 3 tiếng rưỡi thì là chấp nhận được, còn theo thông số của nhà sản xuất thì nó được khoảng 5 tiếng, nhưng mà mình cứ trừ hao đi bởi vì đó là trong cái môi trường họ test ở cái môi trường gọi là màn hình tối hoặc là bật wifi cái thứ bình thường thôi. Nâng cao về chất lượng phục vụ cũng như bảo hành của HP bây giờ mình cũng rất là ưng. Chúng ta có thể chọn gói bảo hành, kể cả gói bảo hành tại nhà, chúng ta chỉ nhấc điện thoại là sẽ có nhân viên của HP đến tận nhà chăm sóc các bạn. Chính vì thế là chúng ta dùng sản phẩm này các bạn sẽ rất là yên tâm. Còn với giá bán trên thị trường còn đang ở mức khoảng 15 đến 16 triệu đồng tùy hệ thống siêu thị bán ra thì mình thấy đây là một chiếc máy văn phòng đáng đồng tiền bát gạo để chúng ta sở hữu. Chương trình giới thiệu về em HP Pavilion phiên bản 2018 của mình xin đến đây là khép lại. Có những sản phẩm gì mình thấy hay, giá thành rẻ, chất lượng tốt thì tớ sẽ lại quay những video giới thiệu cho anh em như này. Và bây giờ thân chào các bạn và hẹn gặp lại.